Từ hôm nay, nền nhiệt trên cả nước sẽ tăng nhanh. Nhiều nơi xảy ra nắng nóng do tác động của vùng áp thấp phía Tây hoạt động mạnh. Dự báo trong ngày hôm nay, các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, từ Thanh Hóa cho đến Phú Yên trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ C. Sang đến ngày mai, vùng nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ và bao phủ phần lớn Trung Bộ. Trong đó, phía Tây Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ C. Còn Đông Bắc Bộ bao gồm có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ phổ biến ở mức từ 35 đến 37 độ C. Ở Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng, nhiệt độ cao nhất hôm nay từ 35 đến 38 độ C. Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất là hơn 35 độ C. Nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới, đề phòng nguy cơ cháy nổ ở khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Bên cạnh đó thì người lao động ngoài trời cũng cần đề phòng kiệt sức đột quỵ do tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao. Nắng nóng kéo dài cũng khiến cho hàng nghìn hộ dân tại tỉnh Cà Mau thiếu nước sinh hoạt, trong đó có những khu vực tập trung đông dân cư, người dân đang phải mua nước ngọt để sử dụng hàng ngày. Phóng viên Vĩnh Phúc thông tin chi tiết. Từ đầu mùa khô đến nay thì nhiều người dân ở xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau phải mua nước rồi trữ trong những dụng cụ như thế này. Một gia đình có 4 nhân khẩu sử dụng nước rất tiết kiệm thì mỗi tháng cũng phải tốn khoảng 600.000 tiền mua nước ngọt. Thực trạng người dân phải mua nước sử dụng diễn ra phổ biến ở khu vực ấp Thanh Tùng của xã Biển Bạch. Nguyên nhân là bởi khu vực này nước máy không chảy tới, nước ngầm thì bị nhiễm mặn nên bà con không thể khoan để sử dụng. Nước được chở đến nhà bán với giá khoảng 50.000 đồng một mét khối nên người dân sử dụng rất chắc chiu. Với việc rửa chén, giặt quần áo, bà con phải lấy nước dưới ao mương để sử dụng rồi mới tráng lại bằng nước sạch. Chỉ riêng tại xã Biển Bạch, huyện Thới Bình có hơn 400 hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Còn toàn tỉnh Cà Mau có hơn 2.600 hộ dân đang thiếu nước sinh hoạt, trong đó có khoảng 1.700 hộ đặc biệt khó khăn về nguồn nước.